Chào mừng các bạn khán giả thân yêu đã quay trở lại với kênh Bí quyết thành công. Các bạn thân mến, gần 20 năm qua, tỷ phú Jack Ma đã trở thành một biểu tượng khi là đồng sáng lập và chèo lái đưa Alibaba trở thành một Amazon châu Á trong lĩnh vực thương mại trực tuyến. Tại Trung Quốc đại lục, Alibaba không đơn thuần là sàn thương mại điện tử mà còn là một hệ sinh thái đa dạng với nhiều dịch vụ, từ đặt thức ăn cho đến phương tiện thanh toán. Thậm chí, Alibaba có lúc từng được cho là sẽ vượt qua Amazon để trở thành đế chế thương mại trực tuyến số 1 trên thế giới. Tuy nhiên, vốn được xem như là một biểu tượng thành công ở Trung Quốc, nhưng hiện nay, Jack Ma dường như đã trở thành đối tượng nằm trong tầm ngắm của chính quyền nước này. Thế nhưng, tầm 2 tháng trở lại đây, chúng ta gần như thấy vị tỷ phú này bốc hơi khỏi tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bạn có thắc mắc rằng tại sao ông lại đột nhiên im hơi lặng tiếng đến thế? Rốt cuộc, hành tung hiện nay của ông ra sao? Các bạn hãy cùng Bí quyết thành công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Ngày 27 tháng 12 năm 2020, một tài khoản viết trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc rằng có chuyện lớn rồi, Jack Ma đã mất tích 50 ngày. Trước đó 3 ngày, trang Sohu Trung Quốc cũng đã chạy dòng tít. Alibaba bị điều tra, Jack Ma đã không xuất hiện 2 tháng. Và tung tích của Jack Ma đang gây nhiều sự chú ý cho truyền thông quốc tế đầu tuần này. Điều này bắt nguồn từ bài phát biểu gây tranh cãi của ông khiến giọt nước tràn ly. Tỷ phú Jack Ma bị nghi ngờ mất tích sau 2 tháng không xuất hiện trước công chúng. Trong tháng 10, ông Jack Ma có bài phát biểu chỉ trích những bất cập trong hệ thống quản lý tài chính của Trung Quốc. Theo báo Telegraph của Anh, tỷ phú Trung Quốc vốn đã không còn xuất hiện trước công chúng trong nhiều tuần sau khi công khai chỉ trích hệ thống quản lý tài chính của Trung Quốc. Nay lại biến mất luôn khỏi chương trình truyền hình thực tế mà ông đã tạo nên và tham gia với tư cách một thành viên ban giám khảo. Vị tỷ phú này không có mặt trong chương trình truyền hình thực tế có tên Tìm kiếm anh hùng kinh doanh châu Phi, Africa's Business Heroes, dành cho các doanh nhân trẻ của châu Phi cơ hội nhận được những giải thưởng lớn trong quỹ giải thưởng lên tới cả triệu đô la Mỹ. Ông Jack Ma thường là thành viên ban giám khảo sẽ đánh giá về các ý tưởng kinh doanh của thí sinh tham gia game show. Tuy nhiên, trong chương trình cuối cùng tháng 11, vị trí của ông được thay thế bằng một lãnh đạo khác từ Alibaba, công ty do ông Jack Ma sáng lập. Không những thế, theo báo Financial Times, hình ảnh tỷ phú này đã bị gỡ khỏi trang web chương trình và ông cũng bị rút ra khỏi video quảng cáo cho chương trình game show này. Là một trong những doanh nhân thành đạt nhất của Trung Quốc, có vẻ như ông Ma đã có những động thái không được chính quyền sở tại hài lòng khi công khai chỉ trích những bất cập trong hệ thống quản lý tài chính và các ngân hàng nhà nước Trung Quốc hồi tháng 10 năm 2020. Cụ thể, tại một diễn đàn ở Thượng Hải ngày 24 tháng 10 năm 2020, có sự tham dự của một số nhân vật quyền lực nhất trong giới chính trị và tài chính của Trung Quốc. Jack Ma đã chỉ trích tâm lý tiệm cầm đồ của các ngân hàng Trung Quốc và cho rằng những quy định tài chính ngày càng chặt của Trung Quốc kìm hãm phát triển công nghệ. Ông nói rằng Hiệp định Giám sát Ngân hàng Basel toàn cầu là câu lạc bộ của người già và chúng ta không thể dùng các phương pháp của hôm qua để quản lý tương lai. Cuối sự kiện, Jack Ma còn dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thành công không cần phải do tôi. Theo báo Wall Street Journal của Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không hài lòng về những phát biểu của ông Jack Ma và đã ra lệnh chặn đợt IPO của Ant Group. Vài ngày sau, Trung Quốc đã công bố các quy định chống độc quyền mới và sau đó vào tháng 12 mở cuộc điều tra chống độc quyền với Alibaba. Đến ngày 27 tháng 12, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo đã yêu cầu Ant Group chấn chỉnh hoạt động của công ty. Khoảng một tuần sau bài phát biểu, sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải ra lệnh tạm dừng phiên phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng IPO, được kỳ vọng đạt giá trị 37 tỷ đô la Mỹ của Ant Group, một hãng công nghệ tài chính do ông Jack Ma là đồng sáng lập. Cũng kể từ thời điểm đó, truyền thông ghi nhận ông Ma không còn xuất hiện trước công chúng nữa. Tuyên bố không có thời đại Jack Ma từ một năm trước phải chăng đã thành sự thật? Việc Bắc Kinh chặn đứng đợt IPO của Ant Group hồi đầu tháng 11 năm 2020 được xem là quyết định gây sốc vào phút chót. Đây dự kiến là đợt IPO lớn nhất thế giới với giá trị huy động đạt 37 tỷ đô la Mỹ, nhưng việc cản trở đã giáng một đòn mạnh vào công ty công nghệ tài chính do tỷ phú Jack Ma sáng lập. Khoảng một năm trước, khi Bắc Kinh có động thái trên, Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng gửi thông điệp mạnh tới Jack Ma. Không có cái gọi là thời đại Jack Ma, chỉ có Jack Ma ở trong thời đại này. Bài xã luận viết vào giữa tháng 9 năm 2019. Bất luận là Jack Ma, Pony Ma, tỷ phú Trung Quốc, mã hóa đằng, Elon Musk, tỷ phú Mỹ hay những người bình thường như chúng ta, chỉ có những cá nhân nắm bắt được cơ hội thời đại thì mới có thể phát huy được tiềm lực lớn nhất. Thông điệp trên được đưa ra sau khi Jack Ma từ chức chủ tịch Alibaba tại một buổi lễ có hàng chục ngàn nhân viên dự.
Theo trang Quartz, nhiều người xem thông điệp trên là dấu hiệu cho thấy mối lo ngại ngày một tăng của Bắc Kinh về vị trí siêu sao thế giới của Jack Ma và ảnh hưởng to lớn của các gã khổng lồ thương mại điện tử cùng công nghệ tài chính của ông. Khi các công ty này kiểm soát mọi thứ từ cách mua hàng, chi tiền và tiết kiệm của người dân tại quốc gia tỷ dân. Ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập của tờ Thời báo Hoàn Cầu cho biết, cùng với sự phát triển của Trung Quốc, các gã khổng lồ Internet như Alibaba, công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, được ví như Amazon của Trung Quốc, đã trỗi dậy nhanh chóng gần đây. Một mặt, điều đó đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế Internet và tăng tính cạnh tranh của Trung Quốc. Mặt khác, ngày càng có nhiều phàn nàn về sự độc quyền của Alibaba ở một số lĩnh vực. Ông đã cho rằng, thật phi lý khi cho rằng Trung Quốc có ý định đè nát một doanh nghiệp dẫn đầu thành công. Dù một doanh nghiệp lớn ra sao, họ cũng phải vận hành và mở rộng phù hợp với luật và các quy định của quốc gia. Họ không nên kiêu căng vì sức mạnh của mình và không nên nghĩ rằng họ được hưởng đặc quyền bất chấp luật. Thế nhưng sự thật là tỷ phú Jack Ma không hề mất tích, chỉ tạm ẩn mình giữa tầm bão. Theo CNBC, tỷ phú Jack Ma trong những ngày qua chỉ đang ẩn mình chứ không hề mất tích như nhiều lời đồn thổi được lan truyền. Theo nhà báo David Faber của CNBC, hiện nay tỷ phú Jack Ma không hề mất tích như nhiều lời đồn đoán. Thực tế, nhà báo Mỹ cho rằng ông Ma chỉ đang ẩn mình trong đợt sóng gió này. Bên cạnh đó, ông Faber cho rằng nhà sáng lập Alibaba hiện đang ở Hàng Châu, Trung Quốc. Tờ CNBC dẫn nhận định của chuyên gia và là phóng viên kỳ cựu David Faber rằng Jack Ma chỉ đang không lộ diện chứ không biến mất như phỏng đoán của giới truyền thông. David Faber đưa ra nhận định trên dựa trên một nguồn tin thân cận với gia đình tỷ phú 56 tuổi. Liên quan diễn biến, trước đó, trả lời phỏng vấn của tờ Fortune, phát ngôn viên của Alibaba cho biết Jack Ma không thể tham dự chương trình tìm kiếm anh hùng kinh doanh châu Phi vì vướng lịch trình. Cả Alibaba và công ty tài chính Ant đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nơi ở của tỷ phú hoặc thông tin về tình trạng hiện tại của ông chủ. Truyền thông Trung Quốc cũng không đề cập vấn đề này. Jeffrey Hawley, nhà phân tích thị trường cấp cao tại châu Á-Thái Bình Dương của sàn giao dịch Oanda, lập luận cho rằng Jack Ma tự chọn cách im hơi lặng tiếng trong khi cấp dưới làm việc với cơ quan quản lý nhằm đưa ra một giải pháp chấp nhận được. Có vẻ như chính quyền Trung Quốc đang thật sự đưa ra các biện pháp răn đe và trừng phạt với Jack Ma cùng tập đoàn của ông bởi những phát biểu của vị tỷ phú này hồi tháng 10 năm 2020 quá thẳng thắn và mang tính đả kích. Thời thế sẽ tạo nên anh hùng, các tập đoàn trong nước dù có lớn mạnh đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của nhà nước. Vì vậy, sự việc của Alibaba và Jack Ma chắc hẳn sẽ giúp cho rất nhiều ông lớn công nghệ tại Trung Quốc rút kinh nghiệm trong từng đường đi nước bước sau này. Vậy sóng gió lần này có khiến Jack Ma thận trọng hơn cho các phát ngôn hay không? Các hãng công nghệ khác nhận được bài học đắt giá gì khi thấy anh bạn Alibaba rơi vào tầm ngắm của chính quyền sở tại? Hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp ngay sau đây nhé! Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chẳng bao giờ sai. Nhưng có lẽ Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba đã quên mất điều này khi đứng trên sân khấu hội nghị ngày 24 tháng 10 tại Thượng Hải. Tại đây, ông chỉ trích hệ thống quy định cản trở đổi mới và phải cải cách để thúc đẩy tăng trưởng. Bài phát biểu thẳng như ruột ngựa của ông, theo nguồn tin của Reuters, chính là nguồn cơn cho một chuỗi sự kiện vô tiền khoáng hậu với Alibaba và Ant Group. Cảm thấy phẫn nộ vì bị vỗ mặt, nhà chức trách và chính quyền Trung Quốc quyết định phải kìm cương đế chế của Jack Ma, bắt đầu từ việc hủy bỏ IPO lịch sử của Ant Group tại Thượng Hải và Hồng Kông khi chỉ còn 2 ngày. Hai nguồn tin thân cận cho hay họ bối rối khi biết về giọng điệu bài phát biểu mà Jack Ma muốn truyền đạt, dù bản thân Jack Ma không nhận ra tác động từ những lời nói của mình. Họ gợi ý ông chủ 57 tuổi nên dịu giọng do hội nghị có sự tham dự của một vài quan chức tài chính cấp cao nhất của Trung Quốc. Song ông từ chối và tin rằng có thể nói bất kỳ điều gì mà ông muốn. Đây chính là tính toán sai lầm. Một nguồn tin mô tả bài phát biểu hôm đó của Jack Ma như đấm vào mặt các quan chức. Cơ quan quản lý bắt đầu tập hợp báo cáo về cách An dùng các sản phẩm tài chính kỹ thuật số, báo cáo về phản ứng của công chúng trước phát ngôn của Jack Ma và nộp lên những nhân vật cao cấp, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Dường như báo cáo cho thấy công chúng phản hồi tiêu cực với Jack Ma. Sau đó các lãnh đạo quan tâm hơn và yêu cầu điều tra toàn diện hoạt động kinh doanh của Ant Group, dẫn tới việc hủy bỏ IPO. Lẽ ra Jack Ma đã có thể bỏ túi thêm ít nhất 27 tỷ đô la Mỹ nếu IPO diễn ra như suôn sẻ. Mới đây nhất, Trung Quốc tuyên bố điều tra chống độc quyền đối với Alibaba. Đây là vụ điều tra chống độc quyền đầu tiên vào một công ty công nghệ lớn của Trung Quốc. Theo Financial Times, cuộc điều tra đánh dấu hành động quyết liệt nhất của nhà chức trách nhằm xử lý quyền lực ngày một lớn của các hãng công nghệ nước này. Scott Zhu, chuyên gia chống độc quyền tại hãng luật Zhong Lun, cho rằng kịch bản xấu nhất là Alibaba có thể bị phạt tối đa 10% doanh thu năm 2019.
Jack Ma, một cựu giáo viên tiếng Anh, là niềm tự hào quốc gia đối với những thành công của mình. Jack Ma là một trong những người tiên phong của Internet Trung Quốc, xây dựng nên đế chế thương mại điện tử Alibaba và gã khổng lồ FinTech Ant. Một trong các mục tiêu của chính phủ Trung Quốc năm nay là củng cố khu vực tài chính, thắt chặt quy định giám sát để ngăn ngừa rủi ro mang tính hệ thống trong nền kinh tế bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Trước bài phát biểu của Jack Ma, nhà chức trách đã dần tăng cường theo dõi Ant, nền tảng công nghệ phát triển mạnh mẽ với các dịch vụ tài chính nhưng không bị trói buộc bằng thủ tục ngân hàng đắt đỏ. Theo Reuters, bài phát biểu ngày 24 tháng 10 chỉ là giọt nước tràn ly, châm ngòi cho cuộc leo thang lớn. Cơ quan quản lý hành động nhanh hơn sau khi nhận chỉ thị viết tay từ các quan chức, bao gồm Phó Thủ tướng Lưu Hạc, Cố vấn Kinh tế thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình. Họ nhanh chóng công bố quy định mới cho vay vi mô trực tiếp ảnh hưởng tới Ant. Sau đó, Jack Ma và hai lãnh đạo Ant khác bị triệu tập đến cuộc họp hiếm hoi với 4 cơ quan chức năng. Từ tháng 9 tới nay, giá trị vốn hóa của Alibaba đã vay mất 140 tỷ đô la Mỹ, tương đương 17%. Jack Ma cũng biến mất trước mắt công chúng. Theo nguồn tin của Bloomberg, đây là lời cảnh báo rằng Bắc Kinh đã mất kiên nhẫn với sức mạnh ngoại cỡ của các ông lớn công nghệ, ngày càng được xem là nguy cơ đối với ổn định tài chính và chính trị mà Chủ tịch Tập Cận Bình xem trọng hàng đầu. Từng được xem là động lực thúc đẩy thịnh vượng kinh tế và biểu tượng sức mạnh của công nghệ đất nước, Alibaba của Jack Ma, Tencent của Ma Huateng nay trở thành nghi phạm sau khi có được hàng trăm triệu người dùng và gây ảnh hưởng lên gần như mọi mặt đời sống. Rana Mitter, giáo sư chuyên về chính trị Trung Quốc tại Đại học Oxford, nhận định đảng cầm quyền Trung Quốc đang muốn làm rõ rằng Ma không thể nhiều quyền lực hơn chính quyền. Song họ cũng muốn thể hiện Trung Quốc là nơi làm ăn tốt, đồng nghĩa với đảng phái cho thấy các doanh nhân có thể thành công. Đế chế của Jack Ma đang thật sự rơi vào khủng hoảng. Các giám đốc cao cấp trở thành một phần của đội đặc nhiệm gần như phải tiếp xúc hàng ngày với nhà giám sát. Trong khi đó, các nhà quản lý như Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm đang cân nhắc xem Ant Group nên từ bỏ kiểm soát mảng kinh doanh nào để ngăn chặn rủi ro cho nền kinh tế. Những thay đổi trong quy định gần đây khiến cánh cửa IPO trước năm 2020 của Ant trở nên hẹp lại. Theo Andrew Park, đồng sáng lập công ty nghiên cứu kinh tế Trivium China, chính phủ Trung Quốc muốn nhắc nhở lứa doanh nhân tiếp theo. Bạn có thể giàu có, sở hữu công ty hùng mạnh, song phải chơi theo luật của chúng tôi. Còn theo Nina Xiang, nhà sáng lập nền tảng truyền thống China Money Network, nỗ lực chống độc quyền của Trung Quốc giống với việc phụ huynh đang dạy dỗ một đứa trẻ hành xử không đúng mực. Nó có yếu tố của chính sách kinh tế quốc gia, một phần nhằm chỉnh đốn hành vi, duy trì trật tự thị trường và khuyến khích đổi mới chiến lược. Điều khiến cho các nhà quản lý chuyển hướng có thể không phải vì tình trạng lạm dụng độc quyền ngày càng tệ hơn thời gian gần đây, mà là vì các hãng công nghệ đã đi sai hướng. Dưới con mắt của cơ quan chống độc quyền và chính phủ, chỉnh đốn hành vi và chỉ lối đi đúng cho các hãng công nghệ quan trọng không kém gì nhau. Ở Trung Quốc, Jack Ma từng đồng nghĩa với thành công. Từ một giáo viên tiếng Anh cho đến doanh nhân trong lĩnh vực Internet, Jack Ma đã trở thành người giàu nhất đất nước. Ông thành lập Alibaba, một đối thủ ngang hàng với Amazon. Sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016, Jack Ma cũng là người Trung Quốc cấp cao đầu tiên mà ông Trump gặp. Tuy nhiên, có vẻ như thời huy hoàng đó của vị tỷ phú 57 tuổi này đang dần lùi xa về sau khi mà ông phải đối diện với sự ghẻ lạnh trên chính quê hương của mình. Việc ẩn mình trong thời gian này cũng có thể là một kế hoạch lánh bão của Jack Ma để chuẩn bị cho những bước ứng phó tiếp theo. Còn theo bạn thì sao? Bạn nghĩ Jack Ma đột nhiên ẩn mình như vậy để làm gì? Hãy bình luận ở bên dưới video này để cùng bàn luận nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo!